Thanh Tùng kính trả lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng người đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ với quý vị thông tin liên quan tới việc tiểu bang Cali đang báo động có thể sẽ gia tăng lây nhiễm COVID-19 trở lại và có thể trong những ngày mùa đông sắp tới, một đợt bùng phát nữa của COVID-19 sẽ xảy ra. Không chỉ tiểu bang Cali, hàng loạt các tiểu bang bây giờ cũng đang nhìn thấy số lây nhiễm COVID-19 Số người nhập viện vì COVID-19 đang trên đà gia tăng và đang báo động. Câu hỏi bây giờ không phải là liệu có hay không một đợt bùng phát trong những ngày tới. Thì bây giờ chắc chắn nó sẽ xảy ra. Câu hỏi bây giờ sẽ là liệu đợt bùng phát kế tiếp nó sẽ dữ dội, nó sẽ tồi tệ, nó sẽ khủng khiếp như đợt bùng phát đã từng xảy ra vào hồi mùa đông của năm ngoái hay không. Thanh Tùng muốn cập nhật với quý vị thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm tăng ở tiểu bang Cali ra sao. Tình hình nhập viện tăng vì Covid-19 ở tiểu bang Cali ra sao. Để quý vị hiểu một điều rằng là vẫn phải tiếp tục cảnh giác. Cho đến giờ này nếu quý vị không theo dõi tin tức, quý vị vẫn nghĩ trong đầu rằng a à, mọi chuyện ổn rồi. Đại dịch đã qua rồi, chích ngừa rồi, nhiều người chích ngừa rồi, bây giờ hết bệnh rồi, cuộc sống trở lại bình thường rồi. Nếu ai nghĩ như vậy thì thật sự hết sức đáng lo. Biết sự, sự thật nó không phải như vậy. Nó không hề hết, mà ngược lại nó đang tăng quý vị ơi. Mình phải biết tình hình dịch bệnh hiện giờ ra sao, thì chính bản thân mình sẽ biết sẽ làm gì để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người thân, bảo vệ cho khách hàng trong cửa tiệm của mình, bảo vệ cho nhân viên trong công ty của mình thưa quý vị. Thanh Tùng sẽ kể chi tiết cho quý vị nghe, tuy nhiên trước hết cho Thanh Hùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 2300 hoặc vào trang nhà dnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Thông báo của công ty Ly gửi tiền lẻ và Ly gửi quà. Hiện tại Sài Gòn đã bỏ lệnh phong tỏa, dịch vụ vận chuyển hàng sẽ nhanh hơn và được giao tận tay người thân của quý vị dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn đã trở lại bình thường, nghĩa là tiền sẽ được giao trong vòng 24 giờ tùy theo quý khách lựa chọn chuyển vào tài khoản hoặc giao tận nhà. Ly gửi tiền lẻ trên đường Thâu Road 408 270 Ly gửi quà trên đường Ebon Road trong cơ chợ Maxim 408 528 Ly gửi quà Milpitas trên đường Capitol Avenue chung khu thương mại với chợ Mê Công tức chợ Đại chúng cũ 408 586 9999 tiệm Kim Loan Healthcare bên trong của thương xá Grand Century Mall 408 292 8838 292 8838 tính cho đến ngày hôm qua thứ ba, hôm qua thứ ba là ngày 9 tây tháng 11, á, thì kali có tỷ lệ dương tính là 2.3% và như vậy tăng 0.5% kể từ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Và tỷ lệ nhiễm bệnh trên toàn quốc tính trên mỗi 100.000 dân á, thì tỷ lệ này hiện bây giờ là 15 người bị dương tính vì Covid-19 trên mỗi 100.000 dân tại Kali Và như vậy là con số tăng 0 con số tăng đâu có gì. Riêng về con số nhập viện vì COVID-19 tăng 4% trong 2 tuần lễ vừa qua. Nhà có gì? Và đặc biệt, hầu hết những người bị nhiễm COVID-19, những người đưa vào trong bệnh viện điều trị vì COVID-19 đều đại đa số là những người chưa được chích ngừa. Những liều chích booster có thể cung cấp thêm một lớp bảo vệ nữa cho kháng thể của mình cho cơ thể của mình. Nhưng quý vị biết rằng là không nhiều người chịu đi chích liệu booster ở Cali quý vị. Trên toàn quốc, trên toàn nước Mỹ, tính cho tới bây giờ thì có khoảng 20 triệu người đã đi chích liệu booster. Thì trong số 20 triệu người đi chích liệu booster trên toàn nước Mỹ, riêng tại tiểu bang Cali còn sau đó chỉ mới là 3 triệu người mà thôi. Quá thấp, quý vị biết dân số của Cali bao nhiêu có gì trên dưới 40 triệu. Chỉ mới có 3 triệu người là chịu đi chích ngừa liều booster mà thôi. Và bây giờ, đang có những mối quan tâm ngày càng tăng về việc tiểu bang Cali có thể sẽ đối mặt với một đợt bùng phát mới COVID-19 trong những tuần sắp tới hoặc là trong dài tháng kế tiếp là những tháng mùa đông. Quý vị biết rồi, khi tháng lạnh tới, nhiệt độ giảm xuống, thì xu hướng của tất cả mọi người là gì? Tất cả hoạt động của họ đều đưa vào bên trong nhà. Mà đặc biệt ở cái thời điểm đưa vào trong nhà đó lại là thời điểm lễ hội, tiệc tùng, ăn uống, gặp mặt, đoàn viên. Đúng không quý vị? Và đó chính là những điều kiện để dẫn đến lây nhiễm quay trở lại. Cho nên mới là những tuần sắp tới, là những tuần có Thanksgiving nè. Những tuần sắp tới là những tuần có Christmas, có Giáng sinh nè, có New Year's Eve, có Tết Tây nè. Và thậm chí với người Việt Nam mình là còn Tết Ta nữa nè. Thành ra sẽ là chuỗi ngày mà người ta lại nín thở xem nó lây nhiễm ra sao so với hồi mùa đông của năm ngoái 2020. Xin nhắc lại, câu hỏi bây giờ không phải là liệu có một đợt bùng phát mới xảy ra hay không, mà câu hỏi nên là liệu đợt bùng phát mới này nó có nghiêm trọng, có tồi tệ, có khủng khiếp như đợt bùng phát của mùa đông năm ngoái hay không. Thưa quý vị, các viên chức về y tế cũng như các chuyên gia về y tế đều đồng ý với nhau rằng đợt bùng phát sắp tới của tiểu bang cali sẽ không đến nỗi tồi tệ như đợt bùng phát mà chúng ta đã từng trải qua vào hồi mùa đông của năm ngoái mùa đông năm ngoái dẫn tới con số lây nhiễm con số nhập viện và con số tử vong khủng khiếp khủng khiếp không chỉ riêng trên nước mỹ mà đặc biệt là ngay đây ngay tại tiểu bang Cali nếu quý vị là cư dân tiểu bang Cali thì quý vị còn nhớ. Khi mà các bệnh viện của tiểu bang Cali hồi cuối năm ngoái đầu năm nay không còn chỗ chứa dành cho bệnh nhân của mình, quý vị nhớ không? Các bệnh nhân không còn chỗ chứa phải nằm ở trên hành lang của bệnh viện. Thậm chí hành lang cũng hết chỗ và rồi sao quý vị phải đi ra ngoài dựng mấy cái lều á làm lều để điều trị bệnh nhân COVID-19 Phòng cấp cứu đầy đến độ xe cấp cứu đậu ở ngoài 2 cho tới 4 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mới được đưa vào. Quý nhớ không? Nhà xác đầy đến độ mà xác chết đã phải làm sao có gì? Giữ riêng ở những khu vực đông lạnh khác nhau. Và phải chờ ngày available, chờ ngày có thể thì mới có thể tổ chức đám tang trong dội vàng. Đó là chuyện mà người dân Cali không bao giờ quên ở cái thời điểm khủng khiếp mùa đông của năm ngoái. Đúng không có gì Đây, bây giờ mình ôm lại với nhau. Mình ôm lại với nhau chút xíu về những gì đã xảy ra vào hồi năm ngoái nha quý vị. Đây. Cái uh, con số lây nhiễm của tiểu bang Cali hồi 8 tháng 11 của năm 2020. Tức là khoảng một năm trước đây. Thì con số lây nhiễm trung bình trong 7 ngày liên tiếp của Cali ở thời điểm đó đó là 6.200 trường hợp lây nhiễm mới mỗi ngày là ngày 8 tây tháng 11, 2020. Sau đó có gì đúng một tháng sau, đúng một tháng sau tức là khoảng đầu tháng 12, thì tiểu bang Cali báo cáo 26.000 trường hợp lây nhiễm mới mỗi ngày. Cho tới đầu tháng Giêng của năm nay 2021, tiểu bang Cali ghi nhận con số tăng dọt 45.000 trường hợp lây nhiễm mới mỗi ngày. Để rồi sau đó con số mới giảm từ từ, giảm từ từ, giảm từ từ, giảm từ, từ cho đến khoảng giữa tháng 2 của năm nay 2021 thì con số lây nhiễm tiểu bang Cali trở lại dưới mức dưới 10.000 mỗi ngày. Vậy bây giờ hiện tại quý vị đã câu hiện tại con số lây nhiễm của tiểu bang Cali ra sao? Thì th cho thanh tùng thưa giới của quý vị hiện giờ con số lây nhiễm của tiểu bang Cali nó gần như tương đương với thời điểm này vào năm ngoái Hồi nãy Thanh Tùng nói với quý vị là hồi 8 tây tháng 11 của năm ngoái 2020, con số lây nhiễm trong 7 ngày trung bình là 6.200 trường hợp mới mỗi ngày đúng không? Thì hiện bây giờ con số lây nhiễm trung bình của Cali là 5.720 trường hợp lây nhiễm mới mỗi ngày. Đó là theo báo cáo thu thập từ tờ báo LA Times tình hình lây nhiễm hiện tại của tiểu bang cali ra sao khu vực nào đang có những báo động về lây nhiễm cao của tiểu bang cali cũng như trên toàn thế giới thanh tùng sẽ cập nhật với quý vị sau ít phút quảng cáo của vị nhớ đón xem Thanh Tùng kính gọi là chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần hai tiết mục h News sẽ Thanh Tùng. Chúng tôi đang trình bày giới có gì về những báo động lây nhiễm Covid-19 tăng trở lại ở tiểu bang Cali. Báo động về số trường hợp nhập viện tăng trở lại ở tiểu bang Cali. Mà không riêng Cali, một số các tiểu bang trên toàn quốc cũng đang có mức báo động như thế này. Liệu chúng ta sẽ có một đợt bùng phát vào mùa đông năm nay nó tương tự năm ngoái hay không? Thanh Tùng sẽ trình bày chi tiết với quý vị trong một vài giây phút nữa sau khi giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand santrimo San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 Trung tâm thuế vụ hàng lê, chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới, 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Crackmore Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. 7297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Town San Jose, 408 293 5900. Hãy đi tiêm ngừa tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên vì nhu cầu tiêm ngừa cao nên hiện nay quý vị cần có hẹn để được tiêm ngừa hãy lấy hẹn tại trang mạng sccfreevac.org, chọn Santa Clara Valley Medical Center hoặc gọi số 408-970-2000, có tiêm liều thứ nhất, liều thứ nhì và liều hỗ trợ ngừa COVID-19. Một lần nữa, mọi chi tiết mời vào trang sccfreevac.org hoặc gọi 408-970-2000. Thưa quý vị, các viên chức về y tế, hiện bây giờ đó họ đang e ngại rằng là số trường hợp lây nhiễm đang gia tăng. Vào những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, người ta quay quần ở bên trong nhà mà lễ hội đang diễn ra. Tại một số nơi của tiểu bang Cali, thì chúng ta không thể để mất đi cái sự cảnh giác thận trọng của mình đối với đại dịch. Và chúng ta không thể xem thường con virus chết người này. Những gì Thanh Tùng vừa trình bày không phải lời của Thanh Tùng, mà đó là lời của các chuyên gia y tế, thưa quý vị. Không thể xem thường nó, quý vị ơi. Đây, điều quan trọng là như vậy khi mà các viên chức y tế họ đang cảnh báo về những trường hợp nhiễm Covid-19 mới hiện đang gia tăng tại tiểu bang Cali thì mình đang có cái nhóm của các cụ cao niên á. Các cụ cao niên là những người có gì nhớ được chích vaccine sớm nhất. Đúng không? Được là trong nhóm ưu tiên mà. Được chích vaccine từ hồi mùa đông của năm ngoái. Và cho tới bây giờ các cụ vẫn chưa đi chích liều booster. Mà hệ miễn nhiễm của các cụ bây giờ làm sao? Nó đang giảm dần, giảm dần, giảm dần theo thời gian. Điều này khiến cho các cụ rất dễ gặp phải rủi ro bị nhiễm COVID-19, rất dễ có rủi ro bị nhập viện. Trong lúc nhiều người tập trung ăn uống ở bên trong nhà với nhiệt độ mỗi ngày một xuống thấp trong những ngày lễ hội sắp tới. Nhu cầu về chích liệu booster đã giảm dưới mức trong đời ngay tại tiểu bang Cali có gì. Và quý vị có biết rằng là mỗi một người mà bị nhiễm COVID-19 tại tiểu bang Cali hiện đang gia tăng cái mức độ lây nhiễm của họ với những người xung quanh. Gia tăng kiểu nào có gì đây? Theo một mô hình của computer họ ước tính rằng cứ mỗi một người dân Cali mà bị nhiễm COVID-19 thì họ sẽ lây cái con virus COVID-19 này cho trung bình là khoảng chấm 96 người khác. Chấm 96 người khác. Một người lây cho chấm 96 người khác trung bình. Và nếu như cái con số lây nhiễm đó mà nó dược lên trên một thì đây là giai đoạn dẫn đến đại dịch. Mà mình bây giờ là chấm 96 lây nhiễm thì đủ để có dịp. Mình phải nhìn vào con số để mình có thể hình dung ra được cái mức độ nguy hiểm của lây nhiễm hiện nay tại tiểu bang Cali. Và cho tới bây giờ các viên chức á, họ hy vọng rằng những quy định bắt buộc phải chích ngừa COVID-19 tại một số các địa phương mà có đông dân cư nhất của tiểu bang Cali sẽ giúp làm chậm lại sự lây nhiễm trong mùa đông của năm nay. Giờ mình lấy ví dụ ở khu vực của Los Angeles. Đây là thành phố đông dân cư nhất của tiểu bang California, đúng không quý vị? Thì ở thành phố này, họ áp dụng một quy định mới. Quy định nói bắt buộc tất cả mọi khách hàng phải có bằng chứng chích ngừa Covid-19 đầy đủ trước khi họ được bước vào những địa điểm như là ăn uống ở bên trong nhà hàng, đi tập gym, tập thể dục, đi xem movie, đi xem phim ở trong rạp hát hay là đi cắt tóc đi làm neo phải có bằng chứng chích ngừa covid 19 đầy đủ thì mới được đi vào những nơi như vậy dĩ nhiên là họ đã ban hành luật mới nhưng họ sẽ chưa thi hành cho tới sau giáng sinh năm nay đó là khu vực của uh, Los Angeles riêng ở san jose nơi là thành phố thanh tùng đang 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 sống đang làm việc đây quý vị thì cũng áp dụng quy định tương tự đó là nếu như quý vị muốn vào tham dự bất kỳ một sự kiện nào từ 50 người trở lên ở bất kỳ một địa điểm nào, một event nào, một nơi chốn nào, một rạp hát nào, một trung tâm hội nghị nào mà do thành phố kiểm soát. Quý vị phải có bằng chứng chích ngừa COVID-19. Dù quý vị chưa chích ngừa mà quý vị có bằng chứng xét nghiệm âm tính với COVID-19, quý vị cũng sẽ vẫn bị từ chối được vào bên trong. Tại là bây giờ hàng loạt các show trình diễn, show ca nhạc kể tại San Jose trong thời gian vừa qua. Chính Thanh Tùng là người đi xem nhạc kịch ở San Jose khi đi xem cũng phải chuẩn bị sẵn bằng chứng là Thanh Tùng đã có chích ngừa đầy đủ COVID-19 rồi thì người ta mới cho vào rạp. Chứ còn bây giờ quý vị mua vé rồi, quý vị chưa chích ngừa, rồi quý vị mang theo cái xét nghiệm âm tính COVID-19 của vị đây nè. Tôi có vé và tôi có xét nghiệm âm tính cho tôi vào rạp. No way Jose. Quý vị sẽ bị từ chối và quý vị sẽ được trả lại tiền vé. Người ta sẽ lịch sự mời quý vị ra. Không chích ngừa, không được vào bên trong rạp để xem. Thậm chí từ văn nghệ, thể thao hay bất kỳ sự kiện nào. Hay là hội nghị đó, họp hội nghị đó mà 50 người trở lên ở những nơi mà do thành phố San Jose kiểm soát cũng phải có chích ngừa mới được vào tham dự hội nghị. Không được chích ngừa không được vào, dù có xét nghiệm âm tính cũng không được vào quý gì Thì người ta hy vọng là với những điều lệ như vậy, gắt gao như vậy sẽ giúp làm chậm đi sự lây nhiễm COVID-19 của mùa đông năm nay. Trên toàn tiểu bang Cali, Bây giờ mình nói về tỷ lệ nhập viện của tiểu bang Cali nha. Tỷ lệ nhập viện tiểu Ban Cali trong những tháng vừa qua đó có gì? Là nó đi xuống, nó xuống từ từ nè, cái biểu đồ nó như vậy nè. Đây, tỷ lệ nhập viện đây, trong những tháng vừa qua đi xuống. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Nhưng cho tới những ngày gần đây thì cái biểu đồ nó không có đi xuống nữa, nó đi hàng ngang có gì. Nó đi hàng ngang như vậy. Có nghĩa là sao? Không giảm. Không giảm, Cái dậm chân tại chỗ như vậy là có gì thấy nếu không giảm là tăng chứ gì nữa. Đúng không? mấy tháng trước đã giảm giờ đã đi đã đi ngang như vậy nè là tỷ lệ nhập viện ở tiểu bang Cali đây thanh tùng mang đến có gì con số chính xác của từng nơi luôn nha từ giữa tháng 10 vừa qua cho đến giờ phút này tỷ lệ nhập viện của riêng quận hạt San Bernardino tăng 35% quận hạt Fresno tăng 27% ngay tại quận Cam, nơi mà tỷ lệ chích ngừa COVID-19 được xem là cao đó, thì số nhập viện vì Covid-19 cũng tăng 29% kể từ hồi giữa tháng 10 cho tới bây giờ quận Cam nha quý vị, nhập viện tăng 29% ở Cali thì uh, dùng San Joaquin được báo cáo là nơi có tỷ lệ cao nhất của những người phải nhập viện vì Covid-19, trên mỗi 100.000 dân, cứ 100.000 dân có 25 người nhập viện vì Covid-19 tại dùng uh, phía Bắc của Cali, cứ mỗi 100.000 dân thì có 15 người nhập viện vì Covid-19, đó, riêng ở vùng Nam Cali cứ 100.000 dân 8 người nhập viện vì covid-19, dùng San Francisco Bay Area 100.000 dân có khoảng 4 người nhập viện vì covid-19. Nếu mà là 5 người trở lên á là được xem là rất đáng quan ngại luôn nha quý vị. Bây giờ mình so sánh tiểu bang Cali với một số các tiểu bang khác thì bây giờ đó là tình trạng lây nhiễm nó bắt đầu chuyển hướng từ Montana, North Dakota và Wyoming nó đang chuyển hướng xuống phía nam của những tiểu bang Colorado, Utah. New Mexico và Arizona. Ở những nơi có tỷ lệ chích ngừa thấp, đó, thí dụ như là Wyoming, nơi có 44.5% dân số đã được chích ngừa đầy đủ, đó, thì hiện bây giờ tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao nhất trên toàn quốc. California bây giờ có 61.9% dân số đã được chích ngừa đầy đủ, Colorado có 62.1%, New Mexico có 62.6% và Minnesota có 61.6%. Thưa quý vị, và bây giờ tình hình sẽ là gì? Colorado New Mexico và Minnesota sẽ là những dấu hiệu cảnh báo cho tương lai của tiểu bang Cali. Thưa quý vị, vừa rồi, chúng tôi mang đến quý vị một vài những dữ kiện, những thông tin những con số để mình thấy rằng đại dịch không hề qua đi, đại dịch không hề chấm dứt, nó chưa bỏ mình đâu, nó còn ở lại, chỉ cần chúng ta lơ là, nó sẽ quay trở lại, nó tấn công trở lại chúng ta, cho nên một lần nữa lời của các bác sĩ, các chuyên gia y tế xin tiếp tục thận trọng với đại dịch này, cảnh giác. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này, quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gọi chữ Hot News sẽ thanh tùng. Ở quý vị muốn xem tiếp trong tương lai thì nhớ subscribe, nhớ đăng ký kênh. Muốn bảo trợ tiết mục này trên TV gọi số điện thoại đăng hiện trên màn hình. Hẹn gặp quý vị với tiết mục này vào ngày mai.